Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Hôm nay là ngày đầu tháng 11 Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe MG R5 Một mẫu xe mang thương hiệu MG Được nhập khẩu trực tiếp từ nội địa Trung Quốc Hiện tại đây là mẫu xe đang có khuyến mại giảm tiền mặt nhiều nhất Của thương hiệu xe MG tại Việt Nam Mức giảm tiền mặt tối đa lên đến hơn 210 triệu Cao hơn cả tháng 10 vừa rồi và trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật chi tiết cho anh em về thông số kỹ thuật và chính sách bán hàng mới nhất đầu tháng 11 này của các phiên bản MG RX5 để anh em tham khảo và cân đối. Từ đó có cơ sở để anh em đưa ra những quyết định mua xe cho phù hợp và mời anh em cùng xem tiếp video. Mẫu xe MG RX5 có hai phiên bản để anh em lựa chọn. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc MG RX5 bản tiêu chuẩn hay là bản STD. Phiên bản cao đó là MG RX 5 bản lắc. Chính sách bán hàng của hãng xe MG không phân vùng thị trường. Anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe và chính sách sau bán hàng bảo hành bảo dưỡng thì anh em cứ gần showroom chính hãng nào thì anh em mang vào đó để bảo hành bảo dưỡng. Đây là quyền lợi của anh em. Trên thị trường đối với phân khúc RX 5 thì cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe nằm trong phân khúc SUV 5 chỗ, cụ thể như là chiếc C5, chiếc Tucson, chiếc Kia Sportage đây là chiếc Ford Territory. Nhưng giá bán hiện tại của MG R5 chỉ đang cạnh tranh với các mẫu xe hạng A gầm cao thôi. Cụ thể như là chiếc Kia Sonet. Và giá bán thấp nhất cũng chỉ hơn 520 triệu. Hiện tại đang có mức khuyến mại giảm tiền mặt hơn 210 triệu dành cho phiên bản STD. Xe vẫn là VIN 2023. Và phiên bản lắc của VIN 2024 thì mức giảm tối đa cho anh em là 140 triệu. Và với mức giảm tiền mặt như vậy, giá sẽ ra biển số lăn bánh cùng với những thông tin trả góp của từng phiên bản như thế nào. Mời anh em cùng xem phần tiếp theo của video. Và phiên bản đầu tiên, em sẽ cập nhật chi tiết cho anh em. Đó là chiếc MG R5 bản lắc, phiên bản cao cấp nhất. Và mời anh em cùng đến với phần đầu tiên, đó là về thông số kỹ thuật của chiếc MG R5 bản lắc. Anh em nào mà đã nắm được thông số kỹ thuật của bản này rồi thì anh em có thể bỏ qua. Về kích thước, MGR5 có chiều dài là 4.574, chiều rộng là 1.876 và chiều cao là 1.690mm. Trục cơ sở của xe là 2.708mm, khoảng sáng gầm là 19,6cm. Xe sử dụng động cơ 1.5 turbo kèm hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, loại ướt, cho công suất cực đại là 168 mã lực tại vòng tua 5.600 vòng trên phút. Trọng lượng không tải của xe là 1539 kg. Xe trang bị phanh đĩa cả 4 bánh, đi kèm với bộ mâm hợp kim đúc 19 inch. Về ngoại thất, cụm đèn pha và đèn LED ban ngày dạng LED, cụm đèn hậu dạng LED. Gương chiếu hậu bên ngoài có chỉnh điện, gập điện, sấy gương. Tích hợp đèn báo rẽ dạng LED. Xe có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, có cốp điện. Về nội thất Xe trang bị ghế da, hàng ghế trước, cụ thể là ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Hàng ghế sau chỉnh được độ ngả lưng, gập được 60-40. Xe trang bị chìa Smart Key, đề nổ bằng nút bấm. Gương chiếu hậu trong xe có chống chói tự động. Vô lăng được bọc ra, hệ thống điều hòa, xe trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập, có cửa gió điều hòa sau. Xe trang bị màn hình thông tin kỹ thuật số 12,3 inch. Bên cạnh, giữa trung tâm là màn hình giải trí đa phương tiện 14,1 inch. Hệ thống âm thanh, xe trang bị 6 loa, có trang bị sạc không dây. Về hệ thống an toàn, về túi khí, xe được trang bị đến 6 túi khí và có các tính năng an toàn như là cruise control, ga tự động. Xe được trang bị cam 360, có cảm biến trước và sau, có cảm biến áp lốp cùng với các tính năng cơ bản đó là chống bó cứng phanh, phân phối được phanh điện tử, kiểm soát phanh khi vào cua, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ chống lật, khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo. Với thông số kỹ thuật như vậy, MG 5 bản lắc có giá niêm yết là 829 triệu và chính sách bán hàng thời điểm đầu tháng 11 của các cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em là 142 triệu, cao hơn so với thời điểm tháng 10 vừa rồi. Như vậy giá bán cuối cùng cho anh em là 687 triệu. Cơ sở miền Trung thì cao hơn 5 triệu so với cơ sở Hà Nội. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì bây giờ mức giảm tối đa tiền mặt cho anh em là 140 triệu, cũng cao hơn 10 triệu so với thời điểm tháng 10 vừa rồi và giá bán cho anh em là 689 triệu. Như vậy thì cũng chỉ cao hơn so với cơ sở Hà Nội có 2 triệu thôi. Ngoài ra thì vẫn tặng anh em một gói phụ kiện cơ bản nữa. Với giá bán này giá xe ra biển số năm bánh cùng với những thông tin trả góp em xin phép cập nhật cụ thể cho anh em để anh em tham khảo như sau anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội ra biển số sẽ là 808 triệu trả góp thì anh em cần phải chuẩn bị 208 triệu các tỉnh áp thuế 12 phần trăm thì sẽ là 789 triệu và trả góp anh em cần trả trước là 189 triệu các tỉnh áp 10 phần trăm thì sẽ là 772 triệu trả góp anh em cần chuẩn bị 172 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 794 triệu. Và trả góp thì anh em cần phải chuẩn bị khoảng 194 triệu. Và anh em lưu ý, MG-5 là xe nhập khẩu nguyên chiếc nên anh em không được hỗ trợ 50% lệ trước bạn nữa. Với số tiền trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng, gói vay tối đa. Mà hiện tại thời điểm này, ngân hàng bắt đầu đã co lại chính sách cho vay rồi. Hiện tại bây giờ anh em chỉ vay được tối đa là khoảng 600 triệu thôi Trước đây anh em có thể vay đến tận 650, 660 triệu Anh em chỉ cần bỏ ra số tiền ban đầu rất thấp Nhưng bây giờ số tiền ban đầu anh em bỏ ra cũng đã tương đối cao rồi Như những xe phổ thông rồi Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm Tối thiểu là 3 năm Với số tiền vay 600 triệu trong thời gian vay 8 năm Gốc lãi tháng đầu tiên Anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9,8 triệu Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần anh em nào có nhu cầu vay banh, mức vay tối đa thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em để bên em nhờ ngân hàng kiểm tra trước cho anh em xem là mức vay tối đa của anh em là được bao nhiêu tiền. Từ đó anh em chủ động chuẩn bị số tiền ban đầu, anh em cảm thấy tài chính ok thì anh em triển khai mua bán, còn không thì anh em chờ một dịp khác. Và anh em nào mà cần bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em để bên em gửi qua Zalo cho anh em, anh em tham khảo anh em nhìn vào đó anh em có thể biết được là tổng số tiền lãi trong suốt quá trình anh em vay là bao nhiêu tiền vì tiền lãi ngân hàng sẽ tính theo dư nợ giảm dần và phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng đầu tháng 11 này cho anh em đó là chiếc MG MGR5 bản STD bản tiêu chuẩn phần đầu tiên em cập nhật đó là về thông số kỹ thuật của xe ngoài các thông số cơ bản như bản lắc thì bản STD có những trang thiết bị không được trang bị được lược bỏ so với bản lắc như sau so la răng được sử dụng là la răng nhỏ hơn, chỉ có 18 inch thôi. Xe được trang bị là ghế nỉ, không phải ghế da và không có chỉnh điện. Và xe không được trang bị cam 360, cũng không có cốp điện. Về túi khí, xe chỉ có hai túi khí thôi. Anh em lưu ý giúp em, đây là những trang thiết bị được lược bỏ, được cắt ở bản STD. Với những trang thiết bị cơ bản như vậy, giá niêm yết của Ray 5 bản tiêu chuẩn là 739 triệu chính sách bán hàng thời điểm đầu tháng 11 của các cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt 211 triệu, giá bán bây giờ chỉ còn có 528 triệu thôi. Cơ sở miền Trung thì cao hơn 5 triệu. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì anh em đang được hỗ trợ giảm tiền mặt là 209 triệu, giá bán là 530 triệu. Như vậy là giá bán hiện tại của cơ sở thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ cao hơn có 2 triệu so với cơ sở Hà Nội. Anh em lưu ý, đây là xe VIN 2023, không phải là xe 24. Đây là chính sách xả kho xe. Với giá bán như trên, giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội, ra biển số sẽ là 638 triệu, cần trả trước 158 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì ra biển số sẽ là 619 triệu, cần trả trước 139 triệu biển tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 604 triệu, cần trả trước 124 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 626 triệu và cần trả trước là 146 triệu. Với số tiền trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là 480 triệu. Trong thời gian vay tối đa là 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,8 triệu. Tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần giá xe ra biển số năm bánh của hai phiên bản MG Ray 5 em tính trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước rồi anh em có thể tham khảo trên màn hình trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí bắt buộc đó là bảo hiểm thân vỏ cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói hai khoản này cụ thể là bao nhiêu tiền thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em để bên em báo giá anh em mua trả thẳng thì không bắt buộc tùy nhu cầu của anh em về nguồn cuống hàng hóa, hiện tại bên em có gần như là đầy đủ màu cho từng phiên bản để giao cho anh em. Anh em quan tâm đến phiên bản nào màu gì thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em tại ba cơ sở. Em để số thoại góc phía dưới bên trái màn hình để hỗ trợ cho anh em rồi. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của hai phiên bản rx 5 thời điểm đầu tháng 11 em cập nhật cho anh em. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp tại thời điểm này cảm ơn anh em hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em